quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản thế hệ mới. Cảm xúc của em như thế nào? Cảm xúc của em vẫn luôn là rất là hồi hộp, và dù là một hay là nhiều tiết mục thì em vẫn rất là hứng thú được khán giả đón xem và được các anh chị giám khảo nhận xét ạ. Nên anh lùi bước về sau, thì thấy em rõ hơn, thì có tiếng ngắm em từ xa, âu yếm hơn. Cả một sóng bóng chớp thu bé lại, vừa bằng một cô gái. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kề bên, dù không từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên đến là everybody make some noise. Rất là nó gợi cảm, gợi yeah, cảm, nó gợi cảm, à, nó gợi cảm hả? Lạnh lùng voi á anh, à tức là cắn cái môi rồi cởi, còn cái này là bị lỡ miệng. Nhưng mà thực sự cái đó là cái mà Hải Đăng Du có cảm được từ Subin, tại vì cái kiểu của Subin là như vậy. Và có nghĩ rằng là các bạn nữ chết mê chết mệt là ở cái chỗ đó đó. Thêm bền lâu baby, dù đã nương có thêm trông gai về sau, tương tư là mình khổ đau, ngày dài trôi, điều gì đến cũng sẽ đến thôi. Và để làm chủ tiết tấu đó, cộng với cả yếu tố biểu diễn và sự duyên dáng mà người ta vẫn nhìn thấy trên sân khấu khi mà My Ego Is Big Lại Đâu Keep It. Đã quá, tốt quá, đáng yêu quá ta. Không thể ngờ được, mà đây lại là anh Hải Đăng Du xuất sắc luôn, năm dấu sắc, không thể ngờ được hôm nay lâu thì phát. Đúng là người ta hay nói đó, trở lại và lợi hại hơn xưa. Đây là một cái tiết mục anh nghĩ là thành công nhất của em suốt từ đầu đến tận bây giờ nha. Nhất tuần đó chính là Hải Đăng Du 35 điểm. Khi mà em tham gia chương trình này thì em không mong đợi là em sẽ được nhất tuần hay gì, bởi vì các anh chị ở đây ai cũng rất là giỏi hết ạ. Nên là em chỉ mong là mỗi một tiết mục thì em sẽ được học hỏi và được góp ý từ anh chị thôi ạ. Khi mà em biết tin em biểu diễn một tiết mục mà anh chị cảm thấy rất là hứng thú thì em thực sự rất rất vui luôn ạ. Và em cảm thấy đấy là một động lực để em phát triển mình hơn ạ. Dạ, cảm ơn vâng anh chị rất nhiều ạ. Em thấy là chị cứ tủm tỉm cười từ đầu tới cuối thôi, thì không biết là cái cảm xúc của chị như thế nào. Riêng xem tiết mục này thì tôi khẳng định là mình trẻ lại, không có đau đầu nữa. Một cái tiết mục rất là dễ thương. Cười được kìa. Đời lắm lúc đâu có ngờ, đời lắm lúc không là giấc mơ. Người sống giết quen nghi ngờ, tình chi là giấc mơ. Cho nên với anh đây là một tiết mục dễ thương và đáng yêu, cũng như là em đã bắt chước được tương đối giống với chị Mỹ Linh trong cái phần thể hiện của mình. Chúc mừng em. Quá tuyệt vời. Những trái tim lấp lờ, còn chi mà đến đó. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Cái tuổi con còn rất là trẻ, cô hy vọng là với những cái góp ý không phải mà đâu phải dễ lúc nào cũng được nghe đâu, thì sẽ là con rút kinh nghiệm để con làm tốt hơn cho cái con đường ca hát dài dài của con. Và hy vọng là sẽ gặp con trưởng thành, và con sẽ cộng với những cái lời góp ý này, con sẽ là một cái người được rất là nhiều khán giả yêu mến. Chúc mừng con đã đến với Gương Mặt Thân Quen. Cô và anh chị ạ, cảm xúc của em thì vui ạ.
Bởi vì sau 8 tập thì em đã học hỏi được rất nhiều từ những lời góp ý của anh chị ban giám khảo và các anh chị tham gia cùng em. Sau khi mà em đã rời khỏi chương trình thì em chắc chắn rằng em sẽ có được nhiều những kinh nghiệm hơn trong nghệ thuật để em tự phát triển bản thân mình hơn. Cho nên là em không có gì để tiếc nuối khi mà rời đi một lần nữa. Nếu như mà có một cơ hội lần nữa thì chắc chắn là em sẽ không để quý vị khán giả thất vọng rồi.